Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 5 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Bangladesh về Roma. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại tấm gương của Agnes, một trinh nữ người Ba Lan, thà chết chứ không chịu mất đức trinh khiết. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài tín biểu của công đồng Constantinopolis năm 381. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho nước Honduras đang ở trong tình trạng xung đột và xáo trộn sau cuộc bầu cử tổng thống từ hơn một tuần nay. Các cuộc biểu tình và đụng độ đã làm cho 7 người chết và 20 người bị thương. Đức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Tegucigalpa của nước này là Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga dòng Don Bosco, điều hợp viên Hội đồng 9 Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Tôi cũng đặc biệt nhớ đến trong kinh nguyện nhân dân Honduras để họ vượt thắng tình trạng khó khăn hiện nay bằng đường lối ôn hòa." Cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Honduras đã diễn ra hôm Chủ nhật 26 tháng 11 vừa qua. Lãnh tụ phe đối lập Salvador Nasralla tuyên bố phủ nhận kết quả cuộc bầu cử nếu tổng thống Juan Orlando Hernandez được nhìn nhận là người thắng cử. Theo tòa án tuyển cử, Tổng thống Hernandez được 42,9% số phiếu và ông Nasralla được 41,4%, chỉ cách nhau 0,5%. Cả Tổng thống Hernandez cũng tuyên bố không nhận kết quả nếu tòa án nhìn nhận sự thắng cử của lãnh tụ đối lập. Các cuộc xung đột và đụng độ xảy ra tại nhiều nơi trong nước từ thứ Sáu mùng 1 tháng 12. Chính quyền tuyên bố lệnh thiết quân tại một số nơi từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng để cảnh sát và quân đội có thể ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối. Santiago, trong cuộc viếng thăm tại Chile từ ngày 15 đến 18 tháng 1 năm tới, Đức Thánh Cha Francisco muốn đối thoại với các lãnh tụ của các thổ dân Mapuche. Thổ dân Mapuche ở miền nam Chile từ lâu vẫn đòi chính quyền nước này trả lại đất đai cho họ. Nhiều vụ biểu tình phản đối đã diễn ra. Một số thành phần cực đoan Mapuche đã đốt nhiều thánh đường và cơ sở công giáo tại một số nơi vì cho rằng giáo hội đứng về phe nhà nước. Ông Javier Peralta, Chủ tịch Ủy ban Chile về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này cho biết, Đức Thánh Cha muốn nghe các lập trường trong cuộc xung đột giữa các thổ dân và chính phủ. Cuộc gặp gỡ có thể diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm tới trong khuôn khổ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành phố Temuco, thủ phủ của miền Araucania, cách thủ đô Santiago khoảng 700 cây số về hướng nam và cũng là vùng có nhiều thổ dân Mapuche sinh sống. Trong cuộc viếng thăm tại đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân bay và dùng bữa trưa với các đại diện dân chúng trong vùng, trong đó có cả các thổ dân Mapuche. Fribourg, Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Thụy Sĩ kêu gọi gia tăng bảo vệ người tị nạn và tiến hành công cuộc tái định cư cho họ. Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình nhận xét rằng những con đường tị nạn cổ điển và việc hủy bỏ việc chạy vào các đại sứ quán để tị nạn, cùng với nhiều con đường tị nạn hợp pháp khác bị ngăn chặn, đã đưa tới việc giam cầm những người tị nạn trong các trại ở Libya với nhiều lạm dụng kèm theo đó. Các trại này được Âu Châu ủng hộ và tài trợ. Theo Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Thụy Sĩ, cùng với dịch vụ dòng tên trợ giúp người tị nạn và cộng đồng thánh Egidio, Âu Châu cần can thiệp mạnh mẽ để chống lại những vụ lạm dụng
trợ giúp hữu hiệu cho những người gặp khó khăn. Các cơ quan này cũng ủng hộ đề nghị của bà Somaruga, cố vấn liên bang Thụy Sĩ, đưa những người dễ bị tổn thương ra khỏi trại tị nạn ở Libya và giúp đỡ họ ở Thụy Sĩ nhờ một chương trình tái định cư. Ngoài việc ủng hộ đề nghị nói trên, ba cơ quan từ thiện Công giáo cũng khẳng định rằng một chính sách về di dân và tị nạn đúng đắn cần phải dành ưu tiên cho việc bảo vệ sinh mạng con người, bênh vực các quyền con người, đồng thời phải dấn thân loại trừ những nguyên nhân gây ra thảm trạng người tị nạn, nhất là thăng tiến một chiến lược trên bình diện Âu Châu, giúp đỡ những người tị nạn bị cầm giữ và lạm dụng ở Libya hoặc các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Ban Căng, được đạt tới một cuộc sống trong danh dự. Moscow, gần 500 giám mục chính thống Nga đã nhóm công nghị đặc biệt tại nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế ở thủ đô Moscow từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 vừa qua và bàn về các vị tử đạo mới, đời sống tôn giáo, hôn nhân của những người ly dị và tình trạng giáo hội chính thống tại Moscow. Trong số các tham dự viên đến từ 22 quốc gia, có 200 giám mục chính thống Nga, 100 vị từ Ukraine, 20 vị từ Belarus. Công nghị này được triệu tập nhân dịp kỷ niệm 100 năm Công đồng Moscow hồi năm 1917, là năm xảy ra cuộc cách mạng tháng 10. Trong dịp đó, Tòa Thượng vụ Chính thống Moscow được tái lập sau 200 năm dưới sự quản trị của công nghị. Tòa Thượng vụ Chính thống Nga được thành lập năm 1589 qua việc du nhập vào trong giáo hội chính thống giáo một điều mới mẻ là Tòa Thượng vụ Quốc gia. Trong giáo hội cổ, chỉ có 5 tòa thượng vụ tông tòa là Roma, Constantinople, Jerusalem, Alexandria và Antioquia. Sau hơn một năm được thành lập, Tòa Thượng vụ Chính thống Moscow bị Nga Hoàng Phêrô Đại Đế hủy bỏ vào năm 1701 và thay thế bằng một sự quản trị của nhà nước mà các giám mục phải phục tùng. Thánh hội đồng của giáo hội chính thống do một đại biểu của Nga Hoàng điều khiển. Một điều nghịch lý là chính trong lúc được tái lập thì Tòa Thượng vụ Chính thống Nga lại phải chịu một cuộc bắt hại của nhà nước Liên Xô vô thần và nhà nước điều khiển giáo hội qua hội đồng tôn giáo vụ. Trong 4 ngày họp vừa qua, các giám mục chính thống Nga tưởng niệm các vị tử đạo mới dưới thời Cộng sản vô thần, bắt đầu từ Nga Hoàng Nikola thứ hai và gia đình ông. Các giám mục được yêu cầu lên tiếng về việc xác nhận di hài của Nga Hoàng này bị bắn chết trong hầm nhà Ibasiev ở Ekaterinburg và xác bị chôn trong một hố chung. Trong công nghị vừa kết thúc, các giám mục cũng tuyên bố phong thánh cho một nhóm các vị tử đạo, thêm vào số 2.000 vị đã được tôn phong trước đây. Đồng thời, công nghị ghi vào lịch các thánh Nga một số vị khác. Các giám mục chính thống bàn về các quy luật mới liên quan đến đời sống của các đan viện, trong đó có vấn đề được thảo luận từ vài năm nay, đó là việc sử dụng Internet trong đan viện và trong phòng của mỗi đan sĩ. Sau cùng là vấn đề hôn phối. Theo truyền thống chính thống giáo, tín hữu có thể tái hôn lần thứ hai hoặc thứ ba, nhưng thường đó là hôn phối dân sự. Mặt khác, trong công nghị đặc biệt của chính thống Nga, Đức Thượng Phụ Filaret của chính thống Ukraine ở Kiev đã gửi thư cho Đức Thượng Phụ Chính thống Kirin I của chính thống Nga để xin lỗi và mong muốn có sự hòa giải giữa hai cộng đoàn giáo hội sau nhiều năm chia rẽ và căng thẳng. Thư của Đức Thượng Phụ Filaret có đoạn viết: những năm gần đây, nhiều sự xáo trộn và bất hòa đã làm cho quan hệ giữa các tín hữu chính thống tại đất nước Ukraine trở nên đen tối. Tôi xin lỗi vì đã phạm lỗi bằng lời nói, hành động và tâm tình. Cũng vậy, tôi thành tâm tha thứ cho tất cả mọi người. Thư này được gửi tới công nghị các giám mục chính thống Nga cùng ngày Tổng thống Vladimir Putin đến gặp các giám mục. Sau khi Ukraine được độc lập khỏi Liên Xô năm 1991, Đức Tổng giám mục Filaret đã thành lập giáo hội chính thống Ukraine tách rời khỏi chính thống Nga và tự xưng làm thượng phụ. Và điều này có nghĩa là Đức Tổng giám mục bị vạ tuyệt thông của chính thống Nga. Từ đó, tại Ukraine có 3 cộng đoàn chính thống. Cộng đoàn đông nhất gồm 11.000 giáo sứ thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow và tiếp đến là cộng đoàn chính thống Ukraine tự trị, không được Chính thống giáo thế giới nhìn nhận.
sau cùng là Cộng đoàn Chính thống Nga hải ngoại. Cuộc khủng hoảng giữa hai cộng đoàn nói trên càng gia tăng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 năm 2014 và cuộc xung đột giữa phe thân Nga ở miền đông Ukraine đòi ly khai và phe thân chính phủ làm cho hơn 10.000 người chết. Trong thông cáo, Tòa Thượng vụ Chính thống Moscow nhận định rằng lá thư của Đức Tổng giám mục Filaret chứng tỏ Kiev muốn bắt đầu thương thuyết để vượt thắng sự chia rẽ đau buồn kéo dài từ hơn 25 năm qua. Một ủy ban được thành lập theo chiều hướng này. Philadelphia. Chiếc xe con Fiat 500L Đức Thánh Cha Francisco đã dùng trong cuộc viếng thăm tại giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, được bán đấu giá để làm việc từ thiện. Đức Thánh Cha đã viếng thăm Philadelphia hồi hạ tuần tháng 9 năm 2015, nhân dịp Đại hội Thế giới các gia đình công giáo tại đây. Hồi cuối tháng 11 vừa qua, Tổng giáo phận Philadelphia cho biết việc đấu giá bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 và sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 12 tới đây qua mạng đấu giá Charity Bus với mục đích từ thiện. Số tiền thu được sẽ dành cho tổ chức Tiếng gọi bác ái công giáo, là cơ quan hỗ trợ các tổ chức và chương trình bác ái trong toàn tổng giáo phận. Đây là chiếc xe Fiat 500L thứ hai Đức Thánh Cha sử dụng tại Philadelphia và được bán đấu giá. Chiếc xe thứ nhất được bán hồi năm ngoái với giá 82.000 Mỹ Kim. Roma, Caritas Roma bắt đầu chiến dịch mùa đông giúp đỡ những người vô gia cư trong thời kỳ giá lạnh cho đến tháng 4 năm tới. Trong chiến dịch này có thêm 70 chỗ ngủ trong các giáo xứ ở Roma được dành cho những người vô gia cư. Ngoài ra, Caritas Roma cũng thiết lập một số điện thoại khẩn cấp để người vô gia cư có thể kêu cứu trong tình cảnh đặc biệt khó khăn. Caritas kêu gọi các nhà hảo tâm gia tăng trợ giúp các túi ngủ và chăn mền chống lạnh. Theo cộng đồng Thánh Egidio, một tổ chức bác ái của giáo dân, ở Roma có hơn 3.000 người vô gia cư. Cũng liên quan đến các hoạt động bác ái công giáo, vé số từ thiện đang được Phủ Thống đốc Vatican đề nghị lần thứ 5 vào dịp Giáng sinh tới đây để hỗ trợ các hoạt động từ thiện của Đức Thánh Cha. Thông cáo của Phủ Thống đốc nói rằng, sáng kiến này trùng với dịp lễ Giáng sinh là thời điểm đặc biệt thích hợp cho một cử chỉ liên đới và chia sẻ. Vé số bắt đầu được bán từ ngày 1 tháng 12 vừa qua với giá 10 euro tại một số nơi ở Vatican như bưu điện, siêu thị, nhà thuốc Tây, tiệm sách. Điểm mới mẻ lần này là các thính giả tham dự buổi hòa nhạc làm việc nghĩa tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican có thể mua vé số này vào ngày 16 tháng 12 tới đây tại nơi hòa nhạc. Những lần sổ số trước đây, lô độc đắc thường là một xe hơi mà các nhà hảo tâm hoặc hãng xe tặng cho Đức Thánh Cha. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha trên máy bay từ Bangladesh về Roma. Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Bảy mùng 2 tháng 12 vừa qua, trên chuyến bay từ Dhaka, thủ đô Bangladesh về Roma, như thói quen, Đức Thánh Cha đã dành cho các ký giả cùng đi một cuộc họp báo và trả lời nhiều câu hỏi do họ nêu lên, đặc biệt về cuộc gặp gỡ của Ngài với những người tị nạn Rohingya và tại sao Ngài không dùng từ này ở Myanmar. Đức Thánh Cha yêu cầu các ký giả chỉ đưa ra những câu hỏi liên quan đến cuộc viếng thăm. Nhưng rồi Ngài cũng trả lời câu hỏi về hiểm họa xung đột hạt nhân. Sau đây là nội dung cuộc họp báo của Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya ở trọng tâm sự chú ý trong cuộc viếng thăm của Ngài. Thứ Sáu mùng 1 tháng 12, Đức Thánh Cha đã nêu đích danh những người tị nạn ấy. Ngài có hài lòng nếu có thể được dùng từ đó ở Myanmar hay không? Đó không phải là lần đầu tiên tôi dùng từ Rohingya. Tôi đã nhắc đến nhiều lần tên này công khai tại quảng trường Thánh Phêrô. Người ta đã biết điều tôi nghĩ và đã nói,
Câu hỏi của bạn là điều hay vì làm cho tôi suy nghĩ về cách thức tôi tìm cách bày tỏ lập trường. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là làm sao sứ điệp đến nơi người nhận. Để được như vậy thì cần từ từ nói những điều cần nói và nghe những câu trả lời. Tôi quan tâm làm sao để sứ điệp đi tới đích. Giả sử trong diễn văn chính thức tôi dùng từ Rohingya thì cũng giống như đập cửa vào mặt những người đối thoại với tôi. Nhưng tôi đã mô tả tình trạng, tôi đã nói về các quyền của những nhóm dân thiểu số, để rồi trong những cuộc hội kiến riêng tôi có thể đi xa hơn. Tôi hài lòng về các cuộc hội kiến, đúng vậy, và tôi không thích đập cửa vào mặt ai một cách công khai, nhưng tôi mãn nguyện vì cuộc đối thoại, để người khác nói lên lập trường của họ và tôi nói lập trường của tôi. Cho đến khi xảy ra cuộc gặp gỡ và tới những lời tôi nói hôm thứ Sáu, mùng 1 tháng 12, điều quan trọng là làm sao sứ điệp đến với người đối thoại. Một số lời tố cáo trong các cơ quan truyền thông nhiều khi được diễn tả một cách gây hấn, chúng sẽ đóng kín cửa ở đối thoại và sứ điệp không tới được. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài cảm thấy gì khi gặp những người tị nạn? Cuộc gặp gỡ không được xác định chương trình trước. Tôi chỉ biết là tôi sẽ gặp những người Rohingya mà không biết ở đâu và như thế nào. Đó cũng là một tình trạng của cuộc viếng thăm. Sau nhiều tiếp xúc với chính phủ Bangladesh và với Caritas, chính phủ Bangladesh đã cho phép nhóm người tị nạn được du hành tới thủ đô Dhaka. Chính phủ bảo vệ và cho họ trú ngụ. Điều mà Bangladesh làm cho những người tị nạn Rohingya thật là lớn là một gương về sự đón tiếp. Một nước nhỏ và nghèo đã đón nhận 700.000 người. Tôi nghĩ đến những nước khép kín cửa. Chúng ta phải biết ơn vì tấm gương của họ dành cho chúng ta. Sau cùng những người tị nạn đã tới, họ kinh sợ. Có người dặn họ rằng họ không được nói gì với tôi. Cuộc gặp gỡ liên tôn đã chuẩn bị tâm hồn tất cả chúng tôi. Và tới lúc họ đến chào xếp hàng theo lượt và điều này làm tôi không hài lòng. Nhưng rồi họ muốn đuổi ngay những người tị nạn ra khỏi khung cảnh ấy. Điều này làm cho tôi tức giận và tôi đã mắng một chút. Tôi là người tội lỗi. Tôi đã nói nhiều lần từ này, đó là từ tôn trọng và những người tị nạn ở lại đó. Rồi sau khi nghe họ từng người một, tôi bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó trong tâm hồn. Tôi không thể để họ ra đi mà không nói một lời nào. Và tôi bắt đầu nói, tôi đã xin lỗi và trong lúc ấy tôi đã khóc. Tôi tìm cách để không ai thấy, nhưng họ cũng khóc. Sứ điệp đã tới đích, không những ở đây, tất cả đã nhận được. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với tướng Halang In đã làm cho người ta ngạc nhiên, tò mò. Tướng Halang In là người đã có một vai trò trong cuộc khủng hoảng về những người bang Rakhine. Tại sao ông ta xin gặp Đức Thánh Cha trước hẹn đã ấn định trước? Có phải đó là một toan tính lèo lái Đức Thánh Cha hay không? Đức Thánh Cha có nói với ông về người Rohingya hay không? Tôi phân biệt hai loại gặp gỡ. Trước tiên là những cuộc gặp gỡ trong đó tôi đi tìm người ta và những cuộc gặp gỡ trong đó tôi tiếp người khác. Ông tướng đã yêu cầu và tôi đã tiếp ông. Không bao giờ tôi khép cửa. Nói chuyện với nhau ta chẳng mất gì nhưng luôn được lợi ích. Tôi không thương thuyết về sự thật. Nhưng tôi đã làm sao để ông hiểu rằng một con đường như thế, như con đường xấu trong quá khứ là điều không thể đi theo ngày nay. Đó là một cuộc gặp gỡ lịch sự. Ông đã yêu cầu đến gặp tôi trước vì ông phải đi Trung Quốc. Nếu tôi có thể rời cuộc hẹn thì tôi đã làm. Còn những chủ ý của ông thì tôi không biết. Tôi chỉ quan tâm đối thoại và chính ông đã đến gặp tôi. Cuộc đối thoại thì quan trọng hơn là sự ngờ vực cho rằng ở đây tôi điều khiển, tôi đến gặp trước. Tôi đã dùng những lời với ông để đi tới sứ điệp và khi tôi thấy rằng sứ điệp được đón nhận và tôi dám nói tất cả những gì tôi muốn nói. Đức Thánh Cha ở Myanmar đã gặp gỡ bà Aung San Suu Kyi, gặp Tổng thống, các tăng sĩ. Đức Thánh Cha mang theo mình những gì từ tất cả những cuộc gặp gỡ ấy? Không dễ tiến bước trong một sự phát triển xây dựng, không dễ đối với người muốn thụt lùi. Có người đã nói rằng bang Rakhine có rất nhiều đá quý và tốt hơn thì không có dân ở đó. Tôi không biết điều đó có đúng hay không. Đó là một giả thuyết người ta đưa ra. Nhưng tôi tin rằng chúng ta đang ở điểm trong đó không dễ tiến bước một cách tích cực và không dễ lùi lại đằng sau. Liên Hợp Quốc đã nói rằng những người Rohingya ngày nay là dân thiểu số về chủng tộc và tôn giáo bị bách hại nặng nhất thế giới. Đó là điểm đè nặng đối với người muốn trở lại đằng sau.
tôi thì không mất hy vọng. Đức Thánh Cha thường nói về di dân, Ngài có muốn đến trại tị nạn người Rohingya hay không? Tôi muốn, nhưng không có thể, cũng vì lý do thời gian và khoảng cách, và cũng có những nhân tố khác. Nhưng trại tị nạn đã đến với tôi, một đoàn đại diện đã tới với tôi. Về cuộc tị nạn bang Rakhine và cả nhà nước Hồi giáo IS, những người thánh chiến Hồi giáo muốn xen mình vào. Có những nhóm khủng bố tìm cách lợi dụng những người Rohingya vốn là những người hiếu hòa. Luôn luôn có một nhóm cực đoan trong các tôn giáo, kể cả người Công giáo chúng ta cũng có. Những quân lính biện minh sự can thiệp của họ vì những nhóm đó. Tôi đã không còn nói với những người dân ấy, nhưng với các nạn nhân, với dân tộc, một đàng chịu đau khổ vì bị kỳ thị và đàng khác được những kẻ khủng bố bảo vệ. Chính phủ Bangladesh đã phát động chiến dịch rất mạnh, tuyệt đối không bao dung đối với khủng bố. Những người đầu quân theo lực lượng IS, dù là Rohingya, là một nhóm nhỏ những người cực đoan. Những người cực đoan làm điều đó và là lý do tạo nên sự can thiệp của quân đội, phá hủy cả những người tốt lẫn người xấu. Bà Aung San Suu Kyi đã bị phê bình vì không nói về người Rohingya. Tôi có nghe nói điều đó, họ phê bình bà vì đã không đi tới bang Rakhine, nhưng rồi bà có đi đến đó nửa ngày. Nhưng tại Myanmar khó có thể đánh giá một lời phê bình nếu không tự hỏi trước đó có thể làm điều ấy hay không và có thể làm như thế nào. Myanmar là một nước đang tăng trưởng về chính trị, tình trạng chính trị đang chuyển tiếp, vì thế cần phải thẩm định trong nhãn giới đó để xem có thể phê bình hay không. Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói hồi năm 1982 rằng võ khí hạt nhân như một phương thế để đối phương nể sợ mà không dám tấn công, đó là điều có thể chấp nhận được về luân lý. Còn Đức Thánh Cha mới đây nói rằng cả việc sở hữu võ khí hạt nhân cũng là điều đáng lên án. Tại sao có sự thay đổi như thế? Phải chăng những căng thẳng và đe dọa giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Chánh Ân đã ảnh hưởng tới sự thay đổi ấy? Điều gì đã thay đổi? Thưa, đó là cái sự vô lý. Tôi nghĩ đến thông điệp Laudato Si về việc bảo tồn thiên nhiên. Từ thời Đức John Paul II đến nay đã trải qua bao nhiêu thời gian, và với võ khí hạt nhân người ta đi xa hơn. Ngày nay chúng ta đang ở ranh giới, và đây là điều có thể thảo luận. Nhưng ý kiến của tôi mà tôi xác tín là chúng ta đang ở ranh giới sự hợp pháp sở hữu và dùng võ khí hạt nhân. Vì ngày nay kho võ khí hạt nhân tối tân đến độ có nguy cơ hủy diệt cả nhân loại, hoặc là phần lớn nhân loại. Đó là điều đã thay đổi. Sự gia tăng võ khí, các võ khí tối tân hơn, có khả năng tàn phá con người mà không đụng đến các cơ cấu. Chúng ta ở ranh giới, và tôi đặt câu hỏi này. Đây không phải là huấn quyền của giáo hoàng như là một câu hỏi mà một giáo hoàng nêu lên. Ngày nay có được phép duy trì các kho võ khí hạt nhân như hiện nay hay không? Hoặc để cứu vãn thiên nhiên và nhân loại, phải chăng không cần thối lui lại? Chúng ta hãy nghĩ đến Hiroshima và Nagasaki đã xảy ra cách đây 70 năm, và hãy nghĩ đến những gì xảy ra trong năng lượng nguyên tử mà người ta không kiểm soát được tất cả. Hãy nghĩ đến tai nạn ở Ukraine. Vì thế, trở về với những võ khí đang dùng để thắng bằng cách phá hủy, tôi nói chúng ta đang ở ranh giới sự hợp pháp. Chúng con biết là Đức Thánh Cha muốn viếng thăm Ấn Độ. Tại sao Ngài không thể đến đó? Họ đang chờ đợi Ngài trong năm 2018. Hàng triệu người Ấn Độ đang chờ đợi Ngài. Kế hoạch ban đầu là đi tới Ấn Độ và Bangladesh, nhưng rồi sự trung gian bị chậm trễ, thời gian gấp rút, và tôi đã chọn hai nước Bangladesh và thêm nước Myanmar. Thật là điều trước căn phòng, vì để viếng thăm Ấn Độ thì chỉ thăm nước ấy trong một chuyến đi mà thôi. Vì khi thăm tôi phải đi xuống miền Nam, miền Trung, miền Bắc, vì những nền văn hóa khác nhau. Tôi hy vọng là có thể thực hiện năm tới 2018 nếu mà tôi còn sống. Đức Thánh Cha đã từng viếng thăm Hàn Quốc, Philippines và nay là Myanmar và Bangladesh, dường như là một vòng quanh Trung Quốc. Đức Thánh Cha có đang chuẩn bị viếng thăm Trung Quốc hay không? Quý vị an tâm, không có việc chuẩn bị đi viếng thăm Trung Quốc. Tôi đã nói là tôi muốn viếng thăm Trung Quốc, đó không phải là điều giấu giếm.
những thương thảo với Trung Quốc đang tiến hành ở cấp độ văn hóa cao. Đó là một cuộc triển lãm của Bảo tàng Viện Vatican ở Trung Quốc, rồi có cuộc đối thoại chính trị, nhất là cho giáo hội tại Trung Quốc. Ta phải tiến từng bước một với sự tế nhị, từ từ, kiên nhẫn. Những cánh cửa tâm hồn được mở ra, và tôi tin là sẽ mưu ích cho tất cả một cuộc viếng thăm Trung Quốc. Tôi muốn thực hiện cuộc viếng thăm này. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại tấm gương của Agnes, một trinh nữ người Ba Lan, thà chết chứ không chịu mất đức trinh khiết. Tin cô Agnes, một thiếu nữ công giáo bị đánh trọng thương, lăn nhanh khắp làng. Mọi người nghĩ rằng đây là một án mạng và cần phải tìm cho ra thủ phạm. Một nhân viên nhà nước Ba Lan được phái đến tận nơi để điều tra. Tuy nhiên, ông hoàn toàn bất lực vì cô Agnes cương quyết giữ thinh lặng. Niềm ao ước duy nhất của cô là được gặp linh mục trước khi chết. Nhân viên công an đổi chiến thuật. Ông đến gặp một vị linh mục và đề nghị ngài đến giải tội cho cô. Ông thầm nghĩ, khi xưng tội, tín hữu công giáo không giấu bất cứ điều gì với vị linh mục. Vậy sau khi thiếu nữ xưng tội, mình sẽ bắt buộc vị linh mục tiết lộ bí mật tòa giải tội. Như thế mình sẽ dễ dàng tìm ra thủ phạm. Sau khi nghe nhân viên nhà nước khéo léo trình bày, vị linh mục hiểu ngay tầm quan trọng của vấn đề. Trước tiên, cha nhận lời đến giải tội cho cô Agnes đang hấp hối, nhưng cha không hứa trước bất cứ điều gì với nhân viên công an. Agnes mồ côi cha mẹ từ thuở bé và được bà nội yêu thương dưỡng dục. Nhân viên công an và vị linh mục được bà cụ mừng rỡ đón tiếp. Rồi cha được đưa vào phòng bệnh nhân. Cánh cửa khép lại, cha nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô Agnes cất tiếng nói. Cảm ơn cha đã nhận lời đến. Cha có biết là con mong chờ cha từng giây từng phút không? Xin cha chúc lành và ban phép giải tội cho con. Đây sẽ là lần xưng tội cuối cùng. Rút hết tàn lực, cô Agnes bắt đầu xưng tội. Thưa cha, con đã xưng tội cách đây 3 năm. Khi có vị linh mục công giáo cải trang đến làng giải tội cho các tín hữu, con ghi khắc trong lòng tất cả những gì vị linh mục đó nói với con. Cha cho con việc đền tội là đọc kinh lại cha. Rồi cha nói thêm, con phải hết sức chú tâm mỗi khi con đọc xin cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ cho chúng con. Vậy thì, trước khi bắt đầu xưng tội, có lẽ con phải thật lòng tha thứ cho người đã giết con. Có phải vậy không cha? Vị linh mục hỏi nhỏ, con có biết tên người giết con là ai không? Ngừng một lát, như để lấy lại sức, cô Agnes trả lời, cha biết không, đó là con trai của bác canh rừng. Anh đang đi quân dịch, anh ta tên Petnan. Anh được về phép và án mạng xảy ra vào buổi chiều trước khi anh trở lại binh chủng. Petnan và con là 2 đứa trẻ hàng xóm láng giềng. Chúng con thường chơi chung với nhau. Trước khi gia nhập quân đội, Petnan đến gặp con và hỏi, em có bằng lòng làm vợ anh không? Con đáp, có. Bệt Nan liền nói, vậy thì hãy chờ đợi anh. Nghe thế, con cảm thấy thật sung sướng vì con hết lòng yêu Bệt Nan. Trong vòng 1 năm, con dệt không biết bao nhiêu mộng đẹp và mong chóng đến ngày Bệt Nan được nghỉ phép. Nhưng khi trở về phép, thì Bệt Nan không còn giống như trước nữa. Lúc nào anh ta cũng nực mùi rượu. Rồi có người gièm pha với anh ta về con. Họ nói là con gian díu với một thanh niên khác. Buổi chiều trước khi trở lại quân ngũ, Petnan hẹn con đến gặp chàng tại một buổi lao cách xa làng. Khi trông thấy Petnan, con bỗng đâm ra lo sợ. Đôi mắt đỏ ngầu, chàng giận dữ nói với con. Tôi biết là cô đi theo một người khác. Con nói không đúng thì chàng bảo, nếu không đúng thì để tôi kiểm xem. Nói rồi, chàng ôm chầm lấy con. Con vùng mạnh thoát khỏi vòng tay của chàng và la lớn. Petnan, lương tâm anh đâu rồi? Hãy
Hãy đợi khi nào chúng ta lấy nhau đã, rồi anh mới được phép làm. Anh ta nói, nếu cô chống lại thì tôi sẽ giết cô. Nhìn đôi mắt dữ tợn, con hiểu là Bernan sẽ dám làm điều chằn dọ con. Con thấy ngay là mình phải chọn, hoặc là chết, hoặc là phạm tội. Tâm hồn con tức khắc hướng về Đức Mẹ. Từ ngày mẹ con qua đời, con thường bày tỏ tâm tình với Đức Mẹ. Con liền cầu xin với Đức Mẹ cứu con. Chính Đức Mẹ đã ban ơn để con có đủ sức mạnh kháng cự lại Bernan. Khi con thật sự thoát ra khỏi vòng tay của chàng, Bernan liền rượt theo và đập con ngã gục. Xong chàng bỏ chạy. Thưa cha, bằng mọi giá, xin cha tìm gặp Bernan và nói là con tha thứ cho anh ta. Con biết rằng một khi hồi tỉnh, Bernan sẽ hối hận và đâm ra tuyệt vọng. Vậy xin cha nói với anh ta là con muốn anh ta sống. Trên trời con sẽ khẩn cầu Thiên Chúa từ bi thương xót anh ta. Chắc chắn Chúa tha thứ cho Bernan, vì con đã tha thứ cho anh. Giờ đây con xin xưng thú các tội lỗi của con và xin cha làm phép giải tội cho con. Xưng tội xong, cô Agnes rút hơi thở cuối cùng. Về phần vị linh mục, ngài cương quyết giữ bí mật tòa giải tội và đã tìm gặp được Bernan. Chàng đã ăn năn thống hối và đã xin vào làm trợ sĩ dòng Francisco. Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Tín biểu của công đồng Constantinople năm 381. Kính thưa quý vị khán giả, trong các bài vừa qua, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển của đức tin về Thánh Linh từ những thế kỷ đầu tiên. Tôn điểm của cuộc định tiến là bản tuyên xưng đức tin của công đồng Constantinopolis họp năm 381. Bài hôm nay được dành để phân tích nội dung của lời tuyên xưng này. Trong thánh lễ của các ngày Chủ nhật, sau bài giảng, các tín hữu đứng lên đọc kinh tin kính theo công thức được gọi là Nicaea Constantinopolis. Thực ra có 3 điểm không đúng với lịch sử. Thứ nhất, tín biểu Constantinopolis được soạn ra trong một công đồng chứ không phải trong một cử hành phụng vụ. Vì thế bắt đầu bằng chúng tôi tin credimus chứ không phải là tôi tin credo như công nghi thức lựa tội. Việc đưa tín biểu này vào thánh lễ bắt đầu tại vài nơi hồi thế kỷ thứ 9. Và mãi tới năm 1014 mới được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 8 chấp thuận du nhập vào lễ nghi Roma theo lời yêu cầu của Hoàng đế Henry thứ 2. Điểm thứ hai, đây là tín biểu của công đồng Constantinopolis năm 381. Công đồng làm việc với một tín biểu khác chứ không lấy lại tín biểu của công đồng Nicaea. Việc nối kết Constantinopolis với Nicaea là do công đồng Caledonia năm 451. Công đồng này nhìn nhận Constantinopolis như là tiếp nối Nicaea. Điểm thứ ba, nét độc đáo của tín biểu Constantinopolis nằm ở vế thứ ba. Tuy nhiên, nguyên bản Hy Lạp không có viết rằng Thánh Linh phát xuất từ Chúa Con. Và đây là vấn đề filioque được thêm vào sau này. Công đồng tuyên xưng thiên tính của Thánh Linh. Thứ nhất, có việc gán cho Ngài những danh hiệu thuộc về Thiên Chúa, Đấng Thánh, Kyrios, ban sự sống. Hai, có việc khẳng định nguồn gốc từ bản tính Thiên Chúa, Thánh Linh phát xuất từ Cha. Ba, có việc nhìn nhận việc tôn sùng ngang với Cha và Con. Chúng ta hãy phân tích các khẳng định của tín biểu. Điều thứ nhất, thần khí thánh. Ở đầu tín biểu, công đồng tuyên xưng rằng chúng tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Rồi sang phần thứ hai, và một Kyrios Jesus Kitô, Con một Thiên Chúa. Còn phần thứ ba bắt đầu và thần khí là Đấng Thánh, nhưng không còn duyên trí một như hai phần trên.
Tại sao vậy? Có lẽ các giáo phụ muốn sự chú ý đến tính từ thánh như là đặc trưng của thần khí. Cái thuần ngữ thần khí thánh đã được Tân Ước sử dụng nhiều lần. Tính từ này nói lên nhiều điều. Sự đâu mà ta biết thần khí là Thiên Chúa? Thưa, bởi vì Ngài là thánh, cũng như Thiên Chúa là đấng thánh. Theo tâm thức của người Hebrew, sự thánh thiện là đặc trưng thứ nhất của Thiên Chúa. Thần khí khác biệt với Chúa Con ở điểm nào? Thưa, ở chỗ Ngài thánh hóa các tín hữu. Vai trò của Ngài trong hội thánh là thánh hóa các tín hữu cũng như các bí tích. Lời tuyên xưng thứ hai, thần khí là Tô Kyrion. Thần khí được tuyên xưng như là Tô Kyrion. Chúng ta nên ghi nhận rằng cộng đồng tránh dùng tiếng Homoousios có lẽ nhờ tại ngoại giao của Thánh Basilio. Thay vào đó là danh từ Kyrios được bản 70 dùng để mà gọi Yahweh. Tân Ước cũng áp dụng từ này cho Thiên Chúa và cho Đức Kitô. Vì thế, và thần khí là Kyrios tất nhiên là nhìn nhận thiên tính của Ngài. Bản văn Hy Lạp dùng Tô Kyrion ở trung tính thay vì Kyrios. Có lẽ bởi vì đồng phần thứ hai đã chuyên dân rằng chỉ có một Kyrios Giêsu Kitô. Dựa vào đoạn văn kinh thế nào mà khẳng định thần khí là Kyrios? Nếu căn cứ thuần túy theo bản văn thì chỉ có thể tìm thấy một đoạn là 2 Corinto 3:15-17. Phải cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Môsê, tấm màn vẫn che phủ lòng họ. Nhưng khi người ta quay lại với Chúa thì tấm màn ấy mới được cất đi. Kyrios là thần khí, và đâu có thần khí của Kyrios thì ở đó có tự do. Nên lưu ý là có nhiều ý kiến được gợi lên khi chú giải đoạn văn này, nghĩa là áp dụng cho Đức Kitô hay là cho ngôi thứ ba. Lời tuyên xưng thứ ba, đấng ban sự sống. Đây là một từ khứ nữa để khẳng định thiên tính của thần khí, bởi vì duy một mình Thiên Chúa mới là đấng ban sự sống. Thần khí là đấng ban sự sống, chứ không phải chỉ là hồng ân sự sống được Thiên Chúa ban cho nhân loại. Ở đây, sự sống có thể hiểu về sự sống tự nhiên, cũng như là về sự sống thần linh, tức là ơn thiên hóa, ơn thánh hóa. Có nhiều đoạn văn kinh thánh có thể dùng làm cơ sở cho tư tưởng này. Thí dụ, Gioan 6:63, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thì chẳng ích lợi gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Roma 8:10, nhớ Đức Kitô ở trong anh em, thì dù thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em được trở nên công chính. 1 Corinto 15:45, như có lời đã chép, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, và Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Điều thứ 4, thần khí phát xuất bởi Cha. Cái thuật ngữ phát xuất bởi Cha bắt nguồn từ Tin Mừng Gioan 15:26, và rất có thể đây là một đóng góp của Keriona Senseno. Cộng đồng muốn nói gì ở đây? Có lẽ tư tưởng chính nhằm khẳng định rằng thần khí không phải là thụ tạo của Chúa, nhưng mà cùng bản tính với Thiên Chúa, chống lại phái Macedoniani. Thần khí không phải là đấng được tạo thành như các thụ tạo, nhưng Ngài đứng về phía Thiên Chúa bởi vì phát xuất từ Cha, nghĩa là bắt nguồn từ thiên tính của Cha cũng tự như Con, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Nhưng mà thần khí khác biệt với Con bởi vì Con thì được sinh ra, còn thần khí thì được phát xuất. Nói một cách khác, cộng đồng muốn tuyên xưng rằng thần khí là Thiên Chúa, nhưng mà không muốn sử dụng thuật ngữ Homoousios. Nhưng vì sao các tác giả cũng thêm rằng lời tuyên xưng cũng muốn nói tới sự khác biệt giữa Con và thần khí. Cả hai đều bắt nguồn từ Cha, nhưng mà Con là đấng được sinh ra, còn thần khí là đấng được phát xuất. Nên lưu ý là cộng đồng chỉ nói rằng thần khí phát xuất bởi Cha dựa theo bản văn Gioan 15:26, chứ không nói tuyên Con với Con. Và là một điều mà thần học Tây Phương sẽ thêm sau này với thuật ngữ Filioque, xuất phát từ Cha và Con. Điểm thứ 5, thần khí cùng được phụng thờ và tôn vinh với Cha và Con. Tư tưởng này không dựa trên một bản văn kinh thánh cụ thể nào, nhưng mà cộng đồng coi việc dành sự tôn vinh cho thần khí ngang với Cha và Con
như là hệ thuật rút từ công thức rửa tội ở Matthew 28:19, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trước đó, vào năm 374, Thánh Basilio đã quảng bá mẫu kinh vinh danh theo công thức như sau: vinh danh Cha với Con với Thánh Thần. Bởi vì thần khí cũng là Thiên Chúa như Cha và Con, cho nên Ngài cũng phải được tôn thờ, nghĩa là được thờ lạy và tôn vinh như là hai vị kia. Cái phân từ cùng tiếp theo đầu ngữ si trong tiếng Hy Lạp diễn tả tính duy nhất sâu xa giữa ba người vị. Điểm thứ sáu, hoạt động của thần khí trong lịch sử. Sau cùng, công đoạn bàn đến tác động của thần khí trong lịch sử cứu độ. Tác động của thần khí trong việc Đức Chúa Trinh Maria thụ thai Đức Kitô đã được phát biểu trong phần thứ hai. Do quyền năng của thần khí, Đức Kitô đã nhập thể trong đồng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Kế đó, tiếp tục phần thứ ba, tác động của thần khí đến các ngôn sứ. Ngài đã nói qua các ngôn sứ. Lời khẳng định này có lẽ nhằm tới ơn linh hứng của sách thánh dựa theo 2 Phêrô 1:21, nhưng cũng có lẽ muốn phi bác cái làng giáo Marcion coi các sách cựu ước là con đẻ của ác thần, đó là với tín ước. Với câu khẳng định này, công đồng muốn ngụ ý xác nhận mối liên kết chặt chẽ giữa cựu ước và tân ước, và mối liên kết này là do thần khí. Chính thần khí tạo nên mối tương quan giữa thời đại của lời hứa và thời đại của hiện tại. Công đồng còn thêm vào tín biểu những khoản liên hệ đến hội thánh, bí tích thánh tẩy, những thực tại kênh chung, và tất cả đều là công trình của Thánh Linh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.